Xin chào mọi người. Tập clip hôm nay Trung sẽ hướng dẫn về sử dụng, lắp đặt và chi tiết về kỹ thuật trên chiếc loa Hudson Acoustic L10 này. Ok. Thì chiếc L10 này thì mình có thể lắp đặt theo hai hướng khác nhau. Hướng đứng này, đó. Nếu mọi người để dưới đất thì mọi người nên để đặt đứng này và lắp đặt theo chiều thẳng đứng. Còn nếu mọi người có kẹp thì mọi người có thể lắp ngang. Đó. Có thể lắp hai chiều mọi người nhá. Đây, thì ở đây có hai thanh chắc rồi. Mình sẽ lắp lần lượt thì thanh này trước. Đây thì nó sẽ còn bẫy này, mọi người chỉ đặt vào. Đó, đặt đúng bẫy. Và mọi người xoay. Đã vào rồi đấy. À, trên này cũng đi hẹp như vậy thôi. Mọi người đặt vào bẫy và xoay làm được. Ok. Còn lắp đặt thì rất là đơn giản. Rồi. Lắp đặt xong thì chúng ta sẽ đến mặt sau. Ok, thì đầu tiên là mọi người sẽ cắm nguồn cho loa này. Đây là bật AC input. Và tiếp theo mọi người sẽ bật loa đây. Đó, thì ở đây nó sẽ có một màn hình hiển thị này, cái master tổng. Và mình sẽ đi lần lượt từng cái nhé. Đầu tiên là phần USB set. Cái này phần này mọi người có thể cắm USB về để nghe nhạc này. Đây là nút tăng âm lượng tổng này, master tổng của loa. Và cũng là cái phần để mọi người điều chỉnh luôn. Khi mọi người nhấn vào nó sẽ hiện ra một cái bảng điều chỉnh này. Ở đây thì có chế độ mode này, thì mọi người nhấn tiếp. Ở đây thì nhà sản xuất đã cho chúng ta những cái chế độ nghe khác nhau như là music này, live này, fix này, DJ này. Ok, thì tùy theo gu nghe nhạc của mọi người có thể chỉnh sang nghe. Tiếp theo là phần delay dành cho mic. Dưới là các cái giải tần từ high này, mid này, và loud này, mọi người có thể tăng giảm này. Ấn sang và xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng và giảm tối đa là 12 dB và cao nhất là dương 12 dB mọi người nhé. Ok, ấn lần nữa để lưu lại. Phía bên dưới là sẽ phần là cắt xúc 40Hz, cắt tối đa 40Hz mọi người nhé. Dưới này là LCD dim, tức là cái chế độ giảm độ sáng của cái màn hình LED này đấy. Đó, mọi người để một lát nó sẽ tự giảm. Khi mà mọi người tắt đi thì màn hình nó sẽ hiển thị mãi như này thôi, nó sẽ sáng mãi. Cái này thì mình sẽ bật lên nhé. Bên dưới là phần độ sáng của màn hình LCD. Đó. Còn dưới nữa là cái phần độ mờ này. Mờ của chữ. Và đây là phần reset tất cả các cài đặt của loa luôn. Bên dưới là phần info. Khi mà mình xem ở đây là mình xem cái firm của mình đã nâng cấp chưa. Ok, và nó exit thôi. Tiếp theo là một đèn báo tín hiệu Bluetooth và cũng như là nút pair Bluetooth luôn. Mọi người có thể ấn một lần để pair Bluetooth và kết nối. Và sau khi mà ở đây thì mọi người có thể link hai chiếc loa này với nhau qua công nghệ Bluetooth. Thì mọi người nhấn giữ trong vòng 2 giây nhé. Dưới này nó sẽ có hướng dẫn với mọi người này. Đấy. Bật một chút loa tổng lên, bật một chút, nhấn giữ 2 giây và kết nối chiếc loa còn lại. Sau đó là mình sẽ kết nối điện thoại với chiếc loa chính và mình phát nhạc bình thường. Ở đây thì nó sẽ có cái phần line out dùng để kết nối với loa khác qua dây jack cao lông. Bên này cũng vậy. Bên này mình sẽ có line in vào và một và hai cái phần để cắm mic 6 ly nhé mọi người nhé. Ở đây thì có nút để điều chỉnh qua sử dụng mic này hoặc sử dụng mic này. Ví dụ mọi người cắm cao lông vào đây thì mọi người nhả nó lên để mình sử dụng mic. Còn cắm mic vào thì mọi người ấn xuống. Và đây là phần master của từng kênh một. Cái master này là của kênh 2 cộng thêm là master của Bluetooth luôn. Mọi người sẽ tăng âm lượng ở cái phần kênh 2 này.
thì sẽ tăng một đôi chút luôn. Ok, thì cơ bản là đây là tất cả những gì mà chiếc bô làm người này có thôi. Nó rất là đơn giản để sử dụng. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.